Rồi, chào mọi người. Quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nè, 0348308843. Rồi khi mà mua hàng thì mọi người xem phần cập nhật thông tin cái món hàng nó bán hay chưa ha. Mọi người xem coi món nó còn thì mình liên hệ. Rồi. Đây là cái video 80. Em có mấy món giới thiệu cho mọi người xem ha. Ở đây là con dao của Nhật ha mọi người. Con dao mini, con dao chặt ha. Rồi là dao chặt mini. Đây cán gỗ. Cái vỏ gỗ luôn ha. Cái thước con dao này là 24 cm. Đây cái lưỡi nó là 11 ha. Đây rộng 3. Cái lưỡi này có độ dày khoảng 6 mm. Ở đây nó có khắc cái chữ Nhật nè, rất là đẹp. Con dao vỏ gỗ này có dao chặt mini, cái mã là 8001 nha, giá bán 400.000. Tiếp theo là cái bộ để mình đo cái bước ren. Đây là cái bộ đo bước ren ha. Nó có rất là nhiều size trong đây. Đây. Rất là nhiều size nha mọi người. Đây là 0.75 nè. Này là 5 nè. Cái này 4.5. Cái này 4. 3.75 ha. 3.5, 3.25, 3. Đây là cái thương hiệu của nó, của Nhật của mọi người. Ở đây là 1.25 nè, 2.5, 2.75 ha, 1.75, 1.5, 2. Rồi cái bộ này có mã là 802 nha, giá bán là 200.000. Rồi tiếp theo là em gọi một cây cắt ton nữa. Đây cắt ton của Mimasu của Nhật nè mọi người. Cây này lưỡi nó còn rất là liền, đẹp. Bao này nó rách tí xíu nè, nhưng không ảnh hưởng gì hết. Đây. Lưỡi cắt rất là... Lưỡi nó còn liền, cắt rất là ngọt luôn. Đó. Rồi cái kéo cắt ton này có mã là 8003 nha, giá bán 350.000. Tiếp theo là một cái cây của cái kìm của KTC. Đây kìm KTC. Cái kìm này là kìm chuyên dụng đặc biệt. Nó dùng để kẹp mấy cái, ví dụ như mình làm, mình cần nắm giữ cái vật mà mấy cái đồ mà mỏng á, mình kẹp nó, kẹp nó để mình giữ. Đó, đồ dày cũng được, nhưng mà mấy đồ mà mình dùng tay không được á, mình dùng nó để mình kẹp, nó sẽ chắc.
ví dụ như kẹp bạc á mọi người, bạc căng bạc để quảng cáo á, căng bạc làm quảng cáo mọi người, thường dụng này ha. Đây kích thước của nó nè 20 ha, ngang là 2 phân rưỡi, dài là 3 phân rưỡi. Rồi cái kìm này, kìm KTC có mã là 8004 nha, giá bán 300.000. À, tiếp theo em về một cái cây mỏ hàn rất là đẹp, mỏ hàn của Good luôn nè. À, điện 100V 300W, nhưng mà nó tiếc là nó bị rớt cái đầu, cái đầu hàn rồi, rớt cái đầu hàn rồi, nó còn rất là mới, rớt đầu hàn rồi. Giờ anh em mà xài thì mình mua cái khúc đồng á, cắt ra ha, chế vô rồi đo khúc đồng vậy nè, ra chợ mua cái khúc đồng á, chế vô xài cũng ok. À, rất là đẹp luôn, rất là xài rất là ít nè, màu này là xài khá ít còn rất đẹp. Đây kích thước nó nè, đường kính của cái thân nè 3 phân rưỡi. À, test điện nóng ok nha mọi người. Rồi cái mỏ hàng này có mã là 8005 ha, giá bán 450.000. Cho mọi người về chế lại, chế cái mũi lại ha. Đây đường kính cái mũi, đường kính cái mũi này cỡ 2 phân mọi người. Đây khoảng 2 phân ha. Rồi tiếp theo là một con dao chặt của Nhật nữa. Con dao chặt này size to ha. Đây. Dao này size to. Đây kích thước tổng thể cái vỏ của nó nè. Vỏ tới cán 42,5. Đây cái vỏ. Cái bao lưỡi. Đây kích thước của cái lưỡi nha mọi người. Lưỡi nó là 21 phân rưỡi. Đây bản nó nè, khoảng 5 phân ha. Độ dày, độ dày của cái này là cỡ 8 mm mọi người, khoảng 7 rưỡi, 7-8 ly ha, khá là dày luôn. Đây. Đây cái mộc của nó nè. Mộc Nhật nè. Cái hế này chặt rất là ok. À, cái hế nó cong. Rồi con dao chặt này có mã là 8006 nha, giá 750.000. Tiếp theo là hai cái con dao nhỏ nhỏ, hai con dao ghép cây mọi người. Đây. Bán hai con luôn mọi người, nó về hai con rồi bán hai con luôn ha. Hai con dao của Nhật luôn. Đó mọi người xem lưỡi nè, cũng còn khá là liền liền nha. Này cái vỏ nè,
Cái này cái bao da bỏ đỡ nó vô đây thôi ha. Rồi hai con dao này có mã là 8007 nha, giá 200.000. Đây kích thước sơ bộ nó nè. Đó. À, tiếp theo một cây cắt cành nữa mọi người. Nên về cắt cành nữa. Đây cắt cành thép đúc của Nhật ha. Này. Mọi người xem cái lưỡi giùm ha. Đây em không có mài rồi nha mọi người. Nó về nguyên vậy. À, còn rất là khít nè, liền. Đầu rơ thì rất là ít. Đây em thử cắt giấy là sẽ biết nó còn như thế nào ha. Đây, đó. Rồi. Cây này có kích thước là 18.5 cm thôi mọi người. Đây 18.5. Chính xác nó là 18.5. Rồi cái cắt cành thép đúc của Nhật này có mã 8008 ha, giá 350.000. Tiếp theo là một cây cắt cành nhưng size nó to hơn nha. Cây này size to hơn. Đây cũng là thép đúc của Nhật. Đây mọi người xem cái lưỡi ha. Nó cũng là lưỡi nguyên chưa có sửa lại nha mọi người. Đó lưỡi nguyên chưa sửa. À, đổ gơ rất là ít. Cắt thử lên giấy ha. Đó. Size này đó là size to, size 23 nha mọi người. Đây là size 23 cm. Rồi, cái cắt cành thép đúc của Nhật này size 23 có mã là 8009. Giá 600.000 mọi người. Rồi cuối cùng là một cây cạp xéo. Đây cây cạp xéo ha. Nó bị rớt chốt rồi. À, nó về nó bị rớt chốt như vậy mọi người. Đây đồ rơ nè. Đồ rơ mọi người tán lại ok. Lưỡi nè. Đó. Cũng là lưỡi chưa có sửa lại ha, chưa mài sửa. Thì nó về như vậy. Rồi kích thước nó là 20. Rồi em bán cây này 350.000 mọi người. Mã số là 8010. Rồi em kết thúc cái video đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ.